Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trận đấu siêu kinh điển nữa, một kèo đấu kỳ hệ. Đó là giữa Thiếu Lâm Đao và Thiên Nhẫn Vân Long Kích. Chắc có lẽ chúng ta sẽ, khi mà xem video này thì hầu như là 99,9% chúng ta sẽ tin chắc rằng Thiên Nhẫn giành chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một điều bất ngờ. Anh em hãy coi hết video nha. Đây là một trận đấu trong Đại hội Võ Lâm diễn ra vào lúc 19:30 hàng ngày tại server công thành chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm. Như vậy thì chúng ta vừa thấy là Thiên Nhẫn bút kêu 12x, Thiếu Lâm phản lại, như vậy là không thành công mọi người ạ. Chúng ta biết sức mạnh của Thiếu Lâm rồi, có tuyệt kỹ phản bùa. Chúng ta thấy là khi mà Thiên Nhẫn bút bùa lên Thiếu Lâm thì cũng bị dính bùa lại luôn. Thiên Nhẫn đang dùng kêu như vậy là bút thành công, như vậy luôn. Một khi bút thành công và khi mà chúng ta thấy bản thông báo tuyển thủ mẹ hoa đã giành chiến thắng mọi người ạ. Quá kinh khủng luôn mọi người, không thể nào tin được khi mà đánh có một hit một bị phản đam lật xe luôn. Đúng là không thể tin được luôn mọi người ạ, không thể tin được luôn. Còn trước đây thì chúng ta thấy thì những trận đấu giữa Thiên Nhẫn và Thiếu Lâm thì Thiên Nhẫn luôn luôn giành chiến thắng, mà không biết tại sao mà khi một pha vừa rồi không biết là bị phản đam hay là bị đít ạc hay như thế nào mà bút một phái đánh một phái bật ngửa luôn. Bây giờ chúng ta xem hai set đồ của hai cao thủ này nha mọi người nha. Thiếu Lâm thì mang 9 món hoàng kim, cây đào 38+2=50, dây chuyền thủy mắc binh 20-25-40. Đây là Thiếu Lâm nữ nha mọi người nha, Thiếu Lâm chuyển giới, Thiếu Lâm server 2023 này có chuyển giới. Cái áo cộng 3 Thiếu Lâm đào pháp, đây lần tứ không, tấn công chí mạng 5, sẽ đổi rất là đẹp nha mọi người nha, sẽ đồ không thể nào chê được luôn. Đôi giày 33, Thiếu Lâm đào pháp cộng 3 luôn, tôi chuyển 46, thủ lý 29. Đôi giày rất là ngon, bao tay tứ không cũng rất là ngon luôn, vô tướng chạm kiều 9x+2, kháng hỏa 25 thì ăn choáng. Nhận tứ không hai kỹ năng vốn có, và ngọc bội phục ma kỹ năng vốn có luôn. Chúng ta vừa xem set đồ của Thiếu Lâm và bây giờ chúng ta đến set đồ của Thiên Nhẫn. Ta có thể thấy Đại hội Võ Lâm rất là đông người anh em xem. Kỳ kích 38+3, cao thủ này cũng không kém gì Thiếu Lâm luôn mọi người ạ. Mang trên mình toàn vàng là vàng, dây chuyền khá cả 24 luôn, khăn lôi phòng thuộc lý, cái nón ma sát, thâu thiên hoáng nhật cộng 2, liệt khóa tình thiên cộng 2, cái áo ma sát phục hồi 44, choáng 46, khăn lôi 34. Cái đại lượng ma sát luôn, vừa lồng kích cộng 3 cấp, thắng băng thì làm chậm, bao tay ma sát 33, vừa lồng kích cộng 3 luôn, những xanh, kỹ năng cộng 1, ngọc bội hiệp cốt, đôi giày. Đó, chúng ta được chiêm ngưỡng set đồ Thiên Nhẫn rất là ớn an. Đây là những hình ảnh tại Đại hội Võ Lâm tại server công thành chiến.us. Anh em nào muốn chơi thì truy cập vào trang web là công thành chiến.us để tải game nha mọi người nha, hoặc tham gia nhóm Facebook dưới đây. Chúng ta gõ vào facebook.com/group/công thành chiến.us để chúng ta vào nhóm Facebook nha mọi người nha. Rồi cảm ơn anh em, nếu anh em thấy hay thì tặng cho mình một like, và chúng ta hãy đăng ký kênh để đón theo dõi những trận đấu BK nảy lửa của những cao thủ đồ hoàng kim môn phái rất là hấp dẫn, rất là siêu kinh điển nha mọi người nha. Bye bye anh em nha.